Rồi, xin chào mấy anh em ha. Thì với mấy anh em đây là cặp chim Malai nha anh em. Cặp chim này Malai con nha. Chim này là 4 tháng 10 ngày nha anh em. Cặp chim này 4 tháng 10 ngày. Đó, cặp chim này thì cũng khá lớn nha anh em. Đó. Chim này thì dòng thuốc gù nha anh em. Dòng thuốc gù. Đó, chim rất là đẹp nha, rất là bự con luôn. Đó. Còn ra muốn đủ ha anh em. Thì chim cặp chim này thì mình để với giá là 4 triệu nha anh em, 4 triệu. 4 triệu nha. Rồi tiền thì mình chuyển khoản nha anh em. Tiền thì chuyển khoản, chim mình chuyển xe, tiền chuyển khoản nha. Mình nhận chuyển khoản tiền thì mình sẽ chuyển chim cho anh em nha. Đó. Thì chim này thì một hậu nha. Chim này thì bố mẹ đó là một hậu nhưng mà giọng thổ nha anh em, giọng thổ nha. Chim này rất khá luôn nha anh em. Cặp chim này bố mẹ thì mình lúc trước là nhập từ Malai về nha anh em, nhập từ con. Đó, mình sẽ quay cặp chim bố mẹ cho anh em xem nha. Đó, anh em nào có nhu cầu thì cứ alo nha. Đây là con mẹ nha anh em, con mẹ nha. Bố này. Là bố nha anh em. Đó. Bố với mẹ đây. Đó. Rất là chim rất là dài đòn nha anh em. Đó. Ha. Rồi. Rồi anh em nào có nhu cầu thì cứ alo nha. Mình thì hiện tại cũng còn vài cặp thì anh em nào có nhu cầu thì cứ alo mình. Alo mình nha. Rồi con này là chiêu gù anh em. Đó. Cảm ơn anh em thời gian qua đã tin tưởng và ủng hộ trại chim bên mình nha. Mình sẽ để số điện thoại cho anh em liên hệ nha. Rồi xin chào anh em nha, mình kết thúc clip nha anh em muốn có nhu cầu thì cứ alo mình nha. Cặp chim Malai này là cặp chim chim mình ấy nha anh em, cản ra nè, đang ghép cho đẻ nha. Rồi mình kết thúc clip nha anh em.